đó là có một lần thì mình thay nước cho cá, mình thực hiện thay nước cho cá thì cái hồ của mình á, cái hồ của mình nuôi á, nó là một cái hồ xi măng, ở giữa là nó sẽ có một cái ống thoát nước. Thì khi mà mình thay nước cho cá thì mình chỉ cần đặt một cái gọi là một cái lưới vào, một cái lưới để cho nước nó có thể thoát ra nhưng mà cá nó sẽ không có ra được. Thì khi mà thay nước như vậy mình lại quên mất coi là mình đang thay nước và mình không để ý. Thì khi mình phát hiện ra thì trong hồ là do cái hồ đó là nó gọi là giống như là nó không phải là dạng phẳng, nó là dạng hình bầu bầu nên là vẫn còn ít nước, nhưng mà ít nước đó nó lại pha trộn với lại cái phân và cái rác rưởi của cá, phân của cá còn lại trong hồ. Vì vậy thì cá nó vẫn có thể bơi được nhưng mà nước rất là bẩn. Và cái khoảng thời gian để mình phát, từ lúc mà cá bị đến lúc mình phát hiện là nó chỉ có khoảng 30 phút thôi. Nhưng mà lúc mình phát hiện là bởi vì nước nó quá bẩn nên là mắt của cá nó bị đục và nó bị lồi ra luôn. Lúc đó thì cách xử lý của mình đó là mau chóng đưa cá qua một cái hồ nước sạch và có pha một chút ít muối. Thì khoảng một tiếng sau á thì mắt của cá nó trở về trạng thái ban đầu. Thì vì vậy thì mình muốn chia sẻ câu chuyện này cho các bạn thấy rồi các bạn biết rằng cái môi trường nước á, nó ảnh hưởng rất là nhiều đến cái môi trường sống của cá. Và cá vàng á thì nó rất là nhạy cảm, một khi mà nước của bạn mà nó dơ hoặc bất thường, cá vàng á nó có đặc tính đó là cái sức chịu đựng của nó rất là mạnh mẽ. Và cái thứ hai nữa, dù là sức chịu đựng mạnh mẽ nhưng mà nó rất là nhạy cảm, có nghĩa là nếu mà trong một cái môi trường sống tốt, trong một cái môi trường sống gọi là vi sinh đầy đủ nè, nước khỏe nè, rồi nước sạch á, thì cái sức mạnh và cái sức sống của nó kéo dài rất là dài. Nhưng mà nếu mà cái môi trường sống của bạn có một sự thay đổi bất ngờ, nước bẩn thì đã quá mức cái sự giới hạn của cá rồi á, thì nó sẽ rất là nhạy cảm, trong cơ thể nó sẽ phải làm một cái gì đó để mà chống lại, để mà chống lại các cái phản ứng ở bên ngoài. Nên là cái việc mà trong một cái môi trường nước ít mà bẩn như vậy á thì cá nó lại lồi mắt ra như vậy, và thậm chí nó lồi ra rất là nhiều luôn và nó bị đục hết mắt luôn. Và ngay lập tức mình xử lý bằng cách là chuyển sang một cái hồ nước sạch khác và chỉ trong vòng có 30 phút thôi để lại phục hồi trạng thái ban đầu. Thì có hai điểm ở đây các bạn cần phải lưu ý, đó là thứ nhất là các bạn phải giữ cho cái môi trường nước của bạn được sạch, và cái thứ hai nữa là chúng ta phải mau chóng phát hiện ra cá bị bệnh càng sớm càng tốt, thì như vậy thì cái tỷ lệ mà mình cứu cho cá nó sẽ được cao hơn.